Sống giản dị, gần dân, suốt thời gian về nghỉ hưu ở quê nhà. Khẳng khái, có nhiều dấu ấn quan trọng ở cương vị người đứng đầu chính phủ trong giai đoạn đất nước chuyển mình, hội nhập với kinh tế thế giới. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc, những tình cảm chân thành trong lòng những người đã từng có thời gian công tác cùng ông và trong tâm tưởng người dân cả nước. Những ngày qua, tại nhà riêng của ông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm đoàn khách người dân đã đến viếng, thắp nén nhang thơm, tiễn biệt ông về với đất mẹ và các bậc tiền bối đi trước. Ông Nguyễn Hậu, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều năm làm việc và nhiều kỷ niệm sâu sắc với đồng chí Sáu Khải tâm sự. Trong làm việc, thì anh luôn nhắc tôi cũng như nhắc anh em là phải tạo mọi điều kiện để người dân có thể đến được với chính quyền. Và anh ấy hết sức là lên án cái chuyện sách nhiễu, phiền hà quần chúng. Mỗi khi chúng tôi làm được một việc gì mà có một trí thức của thành phố hay là một người dân bình thường, người ta phản ánh đến anh ấy là cái anh đó, cái chị đó đã tiếp đãi tôi, xử lý cho tôi vấn đề một cách như vậy. Anh ấy khuyến khích, anh nói anh động viên. Nhưng khi anh ấy nghe thấy là người này người khác nói đến tai anh là có nhân viên này, cán bộ nọ là có những hành vi có vẻ nhũng nhiễu, thì anh ấy gặp ngay cán bộ lãnh đạo của anh rồi. Phải chấn chỉnh đi, để như thế không được. Cho nên anh ấy là con người rất cương trực, mà cũng rất là đối xử trong cách xử lý anh em là rất tình cảm. Với cương vị là người đứng đầu của Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi Thủ tướng Chính phủ, vân vân, đồng chí Sáu Khải luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân và các ý kiến phản biện của các nhà khoa học. Đặc biệt, đồng chí Sáu Khải đã vận dụng được những người tài, các chuyên gia giỏi để tư vấn và tham gia hoạch định chính sách, vân vân. Đặc trưng lớn nhất của ông là ông đã duy trì một cái ban nghiên cứu, tức là một cái đội ngũ tư vấn gồm rất nhiều chuyên gia và trí thức hàng đầu của đất nước, duy trì một thời gian dài. Trong suốt thời gian mà ông làm việc với tư cách thủ tướng, và đặc biệt là duy trì nhưng mà tổ chức thường xuyên là lắng nghe, khi có chủ trương chính sách gì mới đó, ông đều đưa qua cái ban nghiên cứu để có ý kiến trước, và từ đó đó thì ông chấn chỉnh, điều chỉnh. Do đó những cái quyết sách của Thủ tướng Phan Văn Khải trong cái thời kỳ mà ông làm việc đó, là nói chung là không có cái tình trạng như là đưa ra rồi bị phản ứng, rồi bị phản đối, rồi phải thu hồi về chẳng hạn. Và nói chung là chính nhờ cái đặc trưng lớn nhất của ông, con người của ông là khiêm tốn và chịu khó lắng nghe những cái tiếng nói phản biện, tư vấn có tâm huyết, có tấm lòng với đất nước như vậy đó. Cho nên tôi cho rằng cái thời kỳ ông Phan Văn Khải, chú Sáu Khải làm thủ tướng đó, đất nước chúng ta đã phát triển chẳng những nhanh, chẳng những mạnh mẽ mà còn đi theo cái hướng là bền vững. Không những có công đưa đất nước hội nhập sâu với thế giới và thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam ngày càng cao, đồng chí Phan Văn Khải đã tiếp nối người tiền nhiệm là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xúc tiến thương mại, vân vân. Đặc biệt, phát triển kinh tế tư nhân và xem phát triển kinh tế tư nhân là một yếu tố quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập. Vốn sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đồng chí Sáu Khải rất trăn trở. Dân còn nghèo, hạ tầng giao thông bị xuống cấp, trường học cho con em còn nhiều khó khăn do thiếu vốn đầu tư, vân vân. Trên cương vị công tác của mình, cũng như lúc đã về nghỉ hưu, đồng chí đã dành nhiều thời gian tâm huyết của mình để cùng với chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư. Thật sự là Bác Khải đối với tôi là phải nói là có một tình cảm thân thương rất là sâu sắc. Bác về thăm trường thường xuyên. Và trường chúng tôi đã có những hình ảnh lưu lại của bác và những cái bút tích của bác lưu lại để mà gửi gắm đến chúng tôi là phải cố gắng nuôi dạy các con em trên địa bàn Củ Chi là khỏe, ngoan để sau này là mầm non tương lai của đất nước. Không những quan tâm đến chính sách phát triển kinh tế của địa phương, đồng chí Sáu Khải còn dành tình cảm đặc biệt cho các cháu thiếu niên nhi đồng, người cao tuổi, bà con trong ấp, thăm hỏi, động viên bà con khi ốm đau, bệnh hoạn. Cuộc sống giản dị, gần gũi với mọi người của đồng chí đã để lại cho nhân dân trên địa bàn tình cảm sâu sắc.
Ông sống rất là tốt, hòa đồng với nước nhà của mình. Ông lo các cái ở huyện Củ Chi này là rất là đầy đủ. Trường học nè, bệnh viện nè, rồi trường mẫu giáo cho cháu gì là ông lo hoàn tất hết trơn. Chứ đầy đủ lắm, chứ không có gì bởi vì ông ra đi, ai cũng thương tiếc hết trơn. Trở về với cuộc sống đời thường nơi quê nhà, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng đồng chí Sáu Khải đã tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt tại địa phương, quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tình yêu đối với tổ quốc, đối với đồng bào, sống có đạo nghĩa với cha mẹ, ông bà, vân vân. Thì phải có chữ hiếu thì mới biết ông bà, cha mẹ. Đấy, mà vì mình mới biết cha mẹ đẻ ra mình, thì khi cha mẹ về già thì mình mới thể hiện chữ hiếu, nuôi dưỡng cha mẹ như thế nào. Khi cha mẹ mất thì theo truyền thống của người Việt Nam, thực sự mình đám giỗ. Đám giỗ thì chắc ông bà cha mẹ chả ai ăn, nhưng mà đó là thể hiện cái tấm lòng của mình đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên. Mình nhớ đó là mình thể hiện cái tấm lòng của mình, thể hiện cái chữ hiếu của mình đối với tổ tiên ông bà. Cuộc đời trong sáng, giản dị, hết lòng yêu nước, thương dân, đồng chí Sáu Khải ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.